không đúng không? Trời ơi, cái bả dành bả làm hạt nơ với mình con. Yeah. Cái bả dành bả hạt, bả lấy cái chữ A, chữ E đó. Yeah. Chữ E tức là bả hỏi mình bi rồi mình phải trả lời. Ừ. Cái bả hỏi cái câu này nè mà mình bất cứ hỏi này, mày sau khi mày ăn cơm rồi mày làm gì? Chứ bả hỏi vậy đó. Ừ. Quá tù vũ tù à. Tụ thảo nó chịu. Quá tù. Anh mà phải người anh biết hết. Bà đứng A, tôi đứng B. Cái bà hỏi trước. What do you do after little? Tôi nói cái gì vậy mẹ? Trời ơi, tụi tao nó nói chuyện nghe không được à. What do you do after little? Cái gì vậy mẹ? Tôi nói cái gì? Ngon sức cỏn Việt Nam mà ngon sức cỏn. Đi cỏn thòn quả ngon sức hiểu, ngon hữu hiểu. Bây giờ đi hỏi nghĩ cỏn ngộ đi. Đi tiếp đi. What do you do after dinner? Tôi nói thôi má, con lại má. Để lên nói với ông thầy cho tôi làm phản nơi với bà khác. Bà đâu nói không nghe được. Tôi hỏi không nghe được thiệt à. Trời đất ơi, đó anh là mày, sau được. Khi bữa ăn tối mày làm cái gì? À. Thay vì nó hỏi cho rõ ràng á, thì mình biết là tao watch TV hay là tao làm cái gì đó. À, thằng này nó hỏi what do you do bà nội ơi. What do you do after chứ? Tin tưởng. After leader. Nó thầm má nói là tiếng cái tôi nói tiếng Việt cái đó. Thì nói quá. Đi con nằm quá à, ngộ hùng sức cỏng à. Ngộ hùng sức cỏng luôn. Thì chị cứ nói là quá hầm chai. Trời ơi, tiếng kèo. Quá hầm chai. Biết sao không? Tôi kêu cái con nhỏ. Ê, cái con gì vậy trời? Trời, nó quảng cáo rồi đó phải không? Hay là có tuồng phim đó má? Quảng cáo. Nó là quảng cáo. Quảng cáo. Trời đất ơi. Quảng cáo xịt dán. Rồi, dán. Tổ dán hết tiếp luôn. Ok, ngồi xe đi rồi. Dán ngồi xe đi rồi. Cái tôi đi học, cái bữa học đó thì về tôi kể mấy đứa con tôi nó cười á. Mẹ ha, mà kể ra chuyện gì đâu làm cười té đái quần luôn. Tao nói tao kể mà dì ba mày còn đái quần đó tụi bay là hàng nào mà không đái. Vậy mẹ tao nói học. Tôi bắt tôi vô tu hoài không biết. Nói vậy cho mấy ông Tàu mà đệ tử của thầy Hoàng Ngoài nè, thầy Ngộ Không nè, của thầy Ni Lấy đó, quá đông.